Các bạn thân mến, chúng ta cứ nghĩ rằng là Chúa Giêsu phải nghiêm nghị lắm và cũng nghiêm khắc nữa. Nhưng trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu chúng ta có khôi hài. Ngài dùng cái hình ảnh tương phản lẫn nhau, một người Pha-ri-sêu và một người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người Pha-ri-sêu trong xã hội thời Chúa Giêsu ở thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên là những người Do Thái đạo đức, đạo hạnh. Chúng ta thấy ông ta đã liệt kê ra trước mặt Chúa, và dĩ nhiên là cho kẻ thu thuế đằng sau nó nghe: con không có gian tham, con không trộm cắp, con không làm điều gì xấu cả. Con ăn chay một tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 10% thu nhập của con. Thế thì tốt quá rồi, đáng khen. Và cái điều trớ trêu ở cái chỗ là Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đấy kèm theo là cái hình ảnh của người thu thuế, mà Chúa kể rằng là quỳ gối ở đằng xa đền thờ, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nói rằng: lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu đưa ra một cái phán quyết: cái kẻ này đi về thì được nên công chính, còn kẻ kia thì phạm tội, mắc tội nhiều hơn. Thế thì kẻ này và kẻ kia đấy là kẻ nào? Thưa rằng đó là cái kẻ tôn mình lên ấy, về nhà không những mắc tội, bị Thiên Chúa hạ xuống, còn cái người hạ mình xuống trước mặt Chúa được chính Thiên Chúa tôn vinh. Cái hình ảnh của người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong xã hội Chúa Giêsu phần nào nói lên cái tâm trạng của người Do Thái thời ấy. Họ cứ tưởng rằng là mình giàu có, mình giàu sang, mình đạo đức, mình đạo hạnh, là mình có đức công chính, và Chúa phải thưởng công cho mình, phải ban ơn cho mình, phải phù trợ mình, và nhất là không phù trợ những cái thằng tội lỗi. Những thằng tội lỗi cho nó chết đi, nó không xứng đáng làm con cái, làm con dân của Chúa. Chúa Giêsu đã phá cái quan niệm này một cách nhẹ nhàng mà vậy mạnh mẽ và dứt khoát. Người này khi về nhà, trở xuống và về nhà thì phạm tội, còn kẻ kia cũng trở xuống cũng về nhà thì lại được ơn tha thứ. Xã hội thời Chúa Giêsu, thưa anh chị em, cũng nói lên cái xã hội Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Hàng ngày chúng ta vẫn nghe và buộc phải nghe để nhập tâm, nghe để đi vào tim, vào óc rằng đất nước chúng ta ổn định lắm, chưa có thời nào rực rỡ như thời đại ngày hôm nay, rằng chúng ta đang phát triển kinh tế vượt bậc, rằng vị thế của Việt Nam chúng ta xếp hàng cũng thuộc lại top 10 ấy. Người bạn bảo top mỡ thì có, chứ làm gì mà có top 10, hàng đầu của thế giới đấy, rằng Việt Nam chúng ta là một đất nước đáng sống, rằng nền kinh tế ở các tỉnh thành chúng ta phải trở nên là đầu tàu. Mỗi tỉnh là một đầu tàu, không biết đường ray chỗ nào, hay là giống như cái đường sắt Cát Linh. Rằng thì là mà nhiều lắm cơ. Những người hiểu biết thì mỉm cười, châm biếm. Còn những người ít quan tâm đến chính trị, ít quan tâm đến xã hội, nghĩa là ít quan tâm đến đời sống của mình, thì cứ nghe như thế, và một lúc nào đó cứ tưởng thật là như thế. Đúng, quả thật, ngày hôm nay đủ mọi thứ cả. Nếu có tiền đủ mọi thứ, vật chất không thiếu thứ gì, phương tiện không thiếu thứ gì, hưởng thụ cũng không thiếu món gì, tuyệt vời quá rồi. Xã hội chúng ta đúng là xã hội thiên đàng, đang tiến tới thiên đàng, nhưng chí ít cái hương vị thiên đàng ở trong ngoặc ấy, chứ không phải thiên đàng ở nước trời đâu, nó đang phần phất nơi đây, nơi những kẻ có tiền. Hãy có tiền thì có tất cả mọi sự, và cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là không còn công lý, không còn chân lý nữa, cứ nhập nhằng lại với nhau. Khi người ta có tiền, miệng người ta có gang có thép, khi người ta có quyền thì người ta muốn gì cũng được, muốn trắng là trắng, muốn đen là đen, không ai làm gì được họ. Và thưa anh em, nhập nhằng như thế, nếu chúng ta không suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong xã hội chúng ta, là những hiện thực của đời sống của con người,
thì chúng ta bị ru ngủ bởi những cái mỹ từ cao đẹp ấy và cứ tưởng rằng mình oai phong lắm, nhất là trong những trận bóng đá, và nhất là trận bóng đá mà đội tuyển Việt Nam thắng thì ôi giời ơi là giời, cả đất nước của chúng ta lồng lộn lên, chứ phải đùa đâu, cho chúng nó biết được thế nào là Việt Nam. Nếu chúng ta bình tâm lại, nhìn vào trong cái hiện trạng của xã hội ngày hôm nay, chúng ta thấy không phải như vậy đâu, thưa anh chị em. Vẫn có một cái tầng lớp giàu có, giàu sang, quyền thế. Vẫn có một cái tầng lớp ăn trên ngồi chốc, nhưng đấy không phải là anh chị em, cũng không phải là tôi. Đó là những quan chức của chính quyền. Đó là những người mà theo cái điều 4 hiến pháp đấy, là đảng lãnh đạo, đảng chỉ định, và chỉ định thì đúng quy trình. Người dân không có quyền bầu vào trong những chức vụ quan trọng, có ảnh hưởng đến đường lối và vận mệnh của quốc gia, của đất nước. Và những người đó, họ đã sắp xếp cho nhau những cái chỗ cao để mà thao túng, để mà lũng đoạn kinh tế, chính trị và xã hội trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Hồi đầu lễ, cha phụ trách có nói đến ngày hôm nay chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho 39 anh chị em Việt Nam chúng ta, đa số là người ở Vinh, huyện Yên Thành đấy, và Nghệ An, và Hà Tĩnh. Cái cô bé Trà My hai mấy tuổi, sở dĩ người ta biết được cô ấy là vì cô ấy nhắn tin trong điện thoại trước khi chết cống ở trong thùng container nhập lậu vào nước Anh. Cô xin lỗi bố mẹ, cô nói mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con sắp chết rồi bởi vì con không thở được, không còn không khí để mà thở, không còn không khí thì chết thôi. Ở trong cái thùng đông lạnh, tài xế sợ bị phát hiện tăng lên -25°C, mà 39 con người chen chúc ở trong đấy, trốn ở trong cái thùng container đấy, làm gì mà có áo chống lạnh, làm gì mà có khẩu trang, làm gì mà có không khí oxy để mà thở. Và thế là cứ chết cống, nhìn nhau mà chết cống, ôm nhau mà chết cống. Thưa anh chị, chúng ta phải tự hỏi tại sao những người thanh niên đấy đáng lẽ phải ở lại đất nước quê hương, ở lại với gia đình, ở lại với chòm xóm, ở lại để mà kiến tạo đất nước chứ, để mà xây dựng đất nước, tại sao lại ra đi? Tại sao lại tìm đến một phương trời khác trong một cái số phận bấp bênh, đánh đổi cả mạng sống của mình? Tôi chưa nói đến tiền. Các bạn biết là mỗi suất như thế là gần 1 tỷ đồng đấy, mà phải đi đúng đường dây nhé. Đi sai đường dây, đứt dây giữa đường ráng mà chịu. Gần 1 tỷ đồng. Mà đâu phải là nhà có điều kiện đâu, nhà nghèo. Nói đến Nghệ An, nói đến Hà Tĩnh là chúng ta biết rồi, là hai tỉnh miền Trung nghèo, chưa đến độ nhất nước nhưng mà cũng xem nhất nước. Họ đã phải bán thóc, bán tháo tất cả những gì có thể bán được. Họ đi mượn nợ tất cả những gì mà người khác, mà ngân hàng có thể cho vay, cho mượn được, họ đều mượn để đầu tư cho con cái. Và bây giờ tiền mất, con cũng mất theo. Còn cái nỗi đau nào hơn nỗi đau của những người cha, người mẹ trong những ngày này, khi những người con của mình bỏ xác nơi quê đất khách, quê người, và để lại một cái khối nợ không biết chừng nào mới có thể trả được. Cái chuyện đấy không phải là mới đâu, thưa anh chị em. Có lâu rồi, cũ rồi, nhưng bây giờ nó trở nên như là một điểm nóng. Trong suốt mấy ngày hôm qua, các tờ báo trên thế giới đều đăng tải cái hình ảnh của cô Trà My ấy lên, cái tin nhắn của cô ấy. Và ngay chính người anh, người ta cũng đã thắp nến để cầu nguyện cho cô ấy. Như thể là người ta có lỗi, mà thật sự người ta có lỗi gì đâu. Nhưng mà trong cái tình người khiến cho người ta phải đến đấy, đến cái xe tải, đến cái trạm kiểm soát ấy, đến cái nơi mà cô và các bạn ấy qua đời đấy, để mà cầu nguyện cho linh hồn của cô ấy và các bạn được siêu thoát. Họ cảm thấy nếu không làm điều đó thì là bất nhân, là bất nhân, là không xứng đáng làm người. Một đất nước mà mở mắt ra, mà sinh ra là đã là văn minh, là tiến bộ, là dân chủ. Còn đây, những người cũng giống như mình, cũng tuổi trẻ, mang trong tim lòng của mình bầu nhiệt huyết, yêu thương gia đình, muốn dấn thân
để kiếm công ăn việc làm, để trợ giúp cho gia đình. Những con người đấy đã không may như mình, không may mắn trên một mảnh đất mà họ mở mắt ra đã có, mở miệng ra là đã hít thở không khí trong lành của nước Anh của họ. Thưa anh chị em, chuyện bây giờ mới nói đấy là vì làm rúng động lòng người trên thế giới. Và tôi chợt nghĩ cái xã hội ngày hôm nay, thưa anh chị em, cũng giống như một cái bức hình khôi hài châm biếm mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng vậy. Xã hội Việt Nam chúng ta cũng có những người thuộc về đẳng cấp Pharisêu, đẳng cấp giàu có và quyền lực, và đẳng cấp bên cạnh, đẳng cấp kia, tức là những con người nghèo, những con người túng quẫn, những con người không còn gì để mà ăn, không còn gì để mà sống, và thậm chí không còn không khí để mà thở nữa. Những con người nghèo đang chết lần chết mòn vì những chính sách sai lạc, lầm lẫn. Và bảo vệ cho chính sách đó, nạn nhân đầu tiên là người dân. Trong một cái lần phỏng vấn một quan chức lớn ở trong chính phủ, người ta hỏi thế con cháu ông đâu rồi, bảo cho đi du học hết rồi. Vâng. Ngày hôm nay thưa anh chị em thử bói coi, có con cháu quan chức lớn ở trong chính phủ mà ở lại nước Việt Nam mà uống nước nhiễm dầu của sông Đà, mà hít thở bầu không khí bụi mịn như chúng ta không? Trong đó nó còn phảng phất cái hương vị của thủy ngân mà nhà máy Rạng Đông tháng trước vừa mới bị cháy, phóng thích lên trên trời biết hàng chục kilo thủy ngân. Không, qua bên Mỹ, qua bên Tây hết, qua bên trời Âu hết, qua bên các cái nước mà chính phủ ta vẫn gọi đó là nước dẫy chết. Qua bên nước dẫy chết để dẫy, để làm gì? Để hít thở được cái không khí, để sống anh chị em à. Còn chúng ta ở đây, nước thiên đàng, hít thở không khí, để rồi lần lượt mỗi người mang trong mình những cái mầm bệnh nan y để mà chết dần, chết mọn. Cái hình ảnh người Pharisêu và người thu thuế khi xưa cũng là cái hình ảnh ngày hôm nay. Cũng một bên là chính quyền, một bên là quan chức, và bên kia là đại đa số người dân mà là người dân oan. Hôm nọ có một bạn họ nói, cha ơi bây giờ không còn dân ca ba miền nữa, mà bây giờ chỉ còn hợp lại, còn dân oan ba miền, hợp lại trong bản hợp ca. Đất tôi đâu? Nhà tôi đâu? Tài sản của tôi đâu? Tại sao lại cướp của tôi cách trắng trợn như thế này? Mua thì rất rẻ, bán thì bán giá trên trời. Tại sao bất công với chúng tôi như vậy? Tại sao muốn lấy là lấy? Kê một cái dự án ra là lấy. Lấy xong rồi dự án xếp đi để bán cho những đại gia mà chúng ta gọi là những tư bản đỏ đấy, để thao túng, để lũng đoạn. Sống không còn cái mảnh đất để mà đứng, để mà nằm, không còn nhà để mà ở, có một cái tấm bạt. Đôi lúc vì chiến dịch gì đấy cũng bị lấy đi. Như hôm nọ đại hội đảng vừa mới khai mạc, bao nhiêu cái lều bạt của dân oan lấy đi hết. Anh chị em không tin thì cứ đến Hà Đông, tôi không nói điêu đâu. Không tin thì đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đến đấy chơi thôi, để coi người ta viết những cái gì ở trên ngực chúng ta. Tại sao, và hỏi tại sao họ lại còn sống đến thời, đến ngày hôm nay để làm gì? Tại sao mà không đi về đi, không đi kiếm công ăn việc làm đi? Không, không về được. Còn chỗ nào để mà về, còn cõi nào để mà về? Mất hết rồi, chả còn gì hết. Chỉ còn một điều thôi, đó là công bằng. Công bằng là phải đòi. Họ nằm la liệt vạ vật như thế, hết tháng này qua năm kia. Có người đã kỷ niệm 25 năm rồi, 25 năm gia nhập đội ngũ dân oan để đòi công bằng, đòi công lý cho mình. Thưa anh chị em, đấy, cái bức tranh đấy nó đập vào mắt chúng ta hàng ngày, chứ không phải là không đập đâu. Tại sao mà những người dân oan lại phải bỏ tất cả những người thân? Đất không còn rồi, bây giờ còn những người thân bỏ đi để mà ra Hà Nội này để kêu oan. Tại sao mà cả cháu Trà My và các bạn là phải bỏ mạng ở bên nước Anh vì nhập lậu trên một xe container đông lạnh như vậy? Thưa, nó cũng là vì nạn nhân của chính sách
kinh tế Việt Nam. Đó là nạn nhân của sự bất công mà nhà cầm quyền gây ra cho chính đồng bào của mình. Nếu, tôi nói nếu, thật ra không có chữ nếu đâu thưa anh chị em. Nếu không có Phúc Musa thì đi nước ngoài làm gì? Bố mẹ làm nghề đánh cá, đời sống dư giả, biển, vâng, không còn là biển bạc nữa, nhưng mà ít nhất cũng bạc đầu thì cũng kiếm ra được được cá để bán, để buôn, để sinh lợi, để no lòng, để chắc dạ, để lo đến tương lai của con cháu mình. Bây giờ biển chết, rừng bây giờ không còn là vàng nữa, không, nó vẫn là vàng ấy. Nó là vàng của các đại gia, họ xé rừng, phá tài nguyên để xây dựng những cái khu du lịch và chiếm luôn cả cái khu du lịch như là của riêng mình, bởi vì ai vô thì phải đóng tiền. Đất nước Việt Nam hình như nó không còn của con người Việt Nam nữa. Đất nước Việt Nam bây giờ giống như đồng không mông quạnh vậy, không có được cái sức sống như hồi xưa nữa. Hỏi làm sao lớp trẻ như các bạn đã bỏ quê ra Hà Nội để ăn học, tại sao không ở nhà đi, cày cuốc đi, theo bố ra ngoài biển, ngoài hồ để đánh cá đi, lên rừng để săn bắn đi, mà ra Hà Nội làm gì? Thưa rằng là vì tương lai. Vì tương lai, vì muốn tương lai tốt đẹp hơn, cho nên bây giờ phải đầu tư. Và các bạn hiểu được đấy, các bạn xa quê, các bạn hiểu được điều này. Một khi xa gia đình, không có cái gì, còn cái chỗ mà chúng ta gọi là chắc chắn để mà nương tựa, không còn một cái tình cảm nào để mà có thể an ủi vỗ về chúng ta trong những lúc mà chúng ta đang buồn bã, thất vọng. Cái xã hội ngày hôm nay vẫn có một bên là ông biệt phái tự hào về sự giàu sang phú quý và giả trá của mình, và bên kia là người dân. Thưa anh chị em nhớ đấy, nhớ lấy cái hình ảnh như thế để chúng ta biết chúng ta sẽ phải làm gì. Nói đến đây tôi nhớ đến bà con Dương Nội, Văn Giang, dân Oan đấy, mất đất đấy, bán cho tập đoàn Eco Park đấy. Tôi nhớ đến bà con Thủ Thiêm, bất công đấy, chính phủ bảo đúng là cái này là không được rồi, cái này là sai rồi, chỉ thị đến thành phố giấu luôn. Ông Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân nói rằng là hình như là để đến tháng 8, tháng 9 gì đấy, thì sẽ làm cho ra ngô, ra khoai, chắc đợi đến đến tháng đỗ, tháng đậu gì đó làm, chứ còn đến tháng 10 chưa có gì nhúc nhích cả. 20 năm trở đi đòi lại công bằng cho mình. Tôi nhớ đến vườn rau Lộc Hưng, hồi đầu năm đến bây giờ, bao nhiêu gia đình không còn nhà để ở, bao nhiêu con người phải sống vạ vật. Và thưa anh chị em, người Công giáo chúng ta có một cái nét rất là hay, đó là hàng ngày những anh chị em ở vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đấy, vẫn họp lại với nhau mưa cũng như nắng để mà cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, để xin mẹ ban bình an trong tâm hồn, để chấn áp cái xung lực mà chúng ta gọi là cái xung lực muốn trả thù, muốn ăn miếng trả miếng, muốn một sống một mái, để sống đúng với tư cách làm con cái của Chúa, đòi công lý trong hòa bình. Bởi vì hòa bình mà không có công lý thì không phải là thứ hòa bình đích thật. Mà công lý nó sẽ có nếu mà người ta thứ tha. Những bà con đó ở vườn rau Lộc Hưng đó, ở Thủ Thiêm, nó sẵn sàng tha thứ thôi, miễn là tái lập lại công bằng. Đất của tôi, nhà của tôi, cơ ngơi của tôi, sự nghiệp của tôi, sự sống của tôi ở đấy đấy. Và phải nói rằng là nếu mà không còn không khí nữa thì chết luôn, không thể sống được nữa thưa anh chị em. Xã hội chúng ta đi đâu cũng vậy hết, chỗ nào cũng thế hết, cũng luôn luôn đều có một cái hình ảnh của cái ông biệt phái giàu sang, ăn trên ngồi chốc, ăn trên xương máu của đồng bào, và bên kia là những người dân Oan, là những người dân nghèo hèn khốn khó thưa anh chị em. Người ta hỏi thế thanh lễ công lý hòa bình này cứ kéo dài như thế này đến bao giờ? Tôi xin thưa rằng thanh lễ hòa bình này không kéo dài theo ý của chúng tôi đâu thưa anh chị em, và anh chị em cũng vậy, các bạn cũng vậy. Nhiều khi buộc phải nghe những cái gì đấy mình không cảm thấy thoải mái, nhưng xin thưa rằng
Đấy là sự sống của anh chị em đấy. Tôi né đi cái từ chính trị, bởi vì thường người ta quy cái nghĩa chính trị vào nghĩa hẹp. Chính trị là phản động. Không, chính trị là gì? Chính trị là không khí các bạn thở đấy. Chính trị là cơm các bạn ăn, không phải là hạt nhựa giả của Trung Quốc đấy. Chính trị là gì? Là trên bầu trời này không có bụi mịn, không có thủy ngân để mà hít thở. Chính trị là thức ăn nó phải an toàn, đúng với dạng nhãn và mát. Đấy là chính trị đấy. Chính trị là sống xứng đáng với phẩm giá của con người. Chính trị là phải đòi nhà cầm quyền, vì họ đã định nghĩa như là công bộc của nhân dân, thì phải trở về lại đúng với chức năng của mình là phục vụ nhân dân, chứ không thể ăn trên ngồi chốc nhân dân được, đè đầu cưỡi cổ nhân dân được, thưa anh chị em. Đấy là chính trị đấy. Và nếu không nghĩ về chính trị, không nói về chính trị, không bàn thảo về chính trị, không hiểu về chính trị, thì thưa anh chị em, không khí độc đấy, hít đi. Nước độc đấy, cứ ăn đi. Thực phẩm độc đấy, cứ việc mà nuốt vào. Và bệnh viện đấy, chen chúc những người bệnh nhân nằm ở đấy đấy, chờ chết. Chờ chết, tại sao lại chết? Vâng, chết là bởi vì hết thở. Hết thở vì một cái nền không khí, vì một nền chính trị ô nhiễm. Thôi, trở lại với vấn đề cuối cùng. Anh chị em nói chừng nào mới hết thánh lễ công lý hòa bình, thưa anh chị em? Sách Huấn Ca có nói như thế này: Đức Chúa là đấng xét xử và Ngài chẳng có thiên vị ai. Người không vị nể ai cả, quyền hành nào cả, mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Người không coi thường lời cầu nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than van của người quá bụa. Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý người sẽ được người chấp nhận, lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây. Thưa anh chị em, chúng ta liên đới với những con người nghèo đó, vì họ là chúng ta, họ là dân tộc Việt Nam của chúng ta. Họ cùng sống trên mảnh đất quê hương mà tổ tiên để lại hình chữ S này. Họ đều hít cái bầu không khí mà chúng ta đang hít, ăn những thức ăn mà chúng ta đang ăn, nói ra những lời mà ai trong chúng ta cũng hiểu cả. Những gì xảy đến cho họ sẽ xảy đến cho chúng ta nếu chúng ta làm ngơ, nếu chúng ta vô cảm. Một ngày nào đó, vì không quan tâm đến chính trị sẽ mò đến tận nhà chúng ta, chính trị sẽ mò đến tận giường chúng ta, và chính trị sẽ cho chúng ta biết được cái giá phải trả. Đó là gì? Đó là không còn không khí nữa để thở thì chết thôi. Thưa anh chị em, Sách Huấn Ca nói thế này: Họ, những người tôi tớ phục vụ Chúa, sẽ không rời đi bao lâu đấng tối cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và chưa thi hành công lý. Thánh lễ công lý hòa bình là vậy đấy. Chúng ta không manh động, nhưng chúng ta phản kháng, nói lên tiếng nói của con người trong tư cách liên đới với những người khác trên quê hương của mình. Chúng ta là người Công giáo, chúng ta sẽ không rời đi đâu cả, và dù có rời đi đâu, chúng ta vẫn nhớ hàng tháng ít là một lần dành một thánh lễ để cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta, cho đồng bào, cho dân tộc của chúng ta, hàng ngày, hàng giờ, dưới hình ảnh của một người nghèo hèn bị áp bức, bị thống trị, bị đày ải trên chính quê hương của mình bởi những kẻ mang bộ dạng rất phì nhiêu, màu mỡ, những kẻ mà Chúa Giêsu gọi là biệt phái. Chừng nào Chúa nghe thì thôi, chừng nào Chúa nhậm lời chúng ta thì thôi, chừng nào những kẻ nghèo hèn kêu xin được ơn của Chúa, đòi hỏi công bằng cho họ, trao lại cho họ công bằng, bắt những kẻ bị áp bức phải trao cho họ quyền làm người và quyền sống xứng đáng với phẩm giá của con người, thì lúc đấy tôi xin thưa rằng kết thúc thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình. Còn bây giờ thì chưa, vẫn hàng tháng anh chị em hiệp ý với chúng tôi. Amen.